Ở đây năm nay chú trồng giống gì chú? Em 18. À, giá hổng gầy nó, con nghe nói hình như nó xuống phải không? Rồi nó xuống dữ lắm rồi con ơi, ban đầu 8 ngàn mấy rồi giờ còn 7 ngàn 7 kìa. 7 ngàn 7 hả? 7 ngàn 7 mà có chỗ 7 ngàn 3, 7 ngàn 6 ngàn 9 nữa kìa. Vậy đó hả? Ừ, bây giờ ngày qua bên kia có 6 ngàn 9 nữa kìa. Trời ơi, xuống dữ gì đó hả? Trời ơi, ngày mưa gió này lái nó bóp cổ chết mẹ chứ con. Dạ. Rồi cái này là cắt xong mà chiều có cân luôn chưa chú? Hay là mình tối, phải đợi? Đủ ghe tối cho nó xuống luôn. Vậy ha. Bị gì ra đâu có để, phải đủ ghe nó mới xuống chứ lửng lửng. Rồi 100, 200 rồi nó lỡ cỡ rồi nó xuống không được. Mưa gió cắt không được rồi mỏng chết luôn. Dạ. Hôm qua con cũng quay ở dưới khúc dưới kia. Nó cũng cắt chút xíu rồi trời mưa luôn. Của chú được mấy công? Gì đó hả? 15 hecta ha. Lộ. Nổ bơm không gầy, nổ cái dầu không mười mấy canh rồi đó. Mười mấy canh dầu rồi đó hả? Mười mấy canh dầu đó, một canh 3-600 ngàn đó. Canh 600 ngàn, trời ơi. Máy đặt lên đó chứ. Dạ. Giờ còn chạy cắt, còn chạy nữa kìa. Dạ. Còn trong này chạy lên đường á, chú thấy rồi nè. Đúng rồi, nãy con thấy phía xích ở ngoài thì có một cái máy mà nó bơm, nó ngập bánh trớn á. Nước phúng quá trời luôn. Đó, trên đó 3-4 ngày nó cũng gì đó. Dạ đúng rồi, nước quá trời nước. Bữa nay xuống đây có con máy hả chú? Máy, 3 máy được. Vậy hả? Dạ. Lát về đây, cắt đây nè. À, cắt xong trên kia mới về đây ha. Lấy bao phim. Quá vậy. Chú đó là chủ ruộng. Nước quá à, máy cộ chạy cặp theo sát máy cắt để mà chờ sang lúa ra luôn. Ở đây thì bà con của vùng Bến Nhất, cái này gọi là ấp Năm Hải. Rồi vừa rồi thì cũng hết một cánh đồng rồi đó các bạn. Giờ là xong rồi, mình để coi máy cắt chỗ nào thì mình qua đó mình quay cho cả nhà xem nha. Tiếp tục dạt bên đây để cắt luôn nha các bạn. Ở đây nước quá trời luôn rồi. Ta DC93 bữa nay về đây tới 3 máy nữa nha cả nhà. OM18. Vụ này nghe nói là một số chỗ ở ấp Năm Hải này giá nó còn giảm xuống nữa nha.
Đó đi kiếm chuột rồi các bạn. Ở đây thu hoạch thì trung bình một công chỉ có được 10 đến 11 bao lúa thôi nha cả nhà. Vụ này mưa bão quá nên lúa nó bị thất. Từ lúc chỗ tới giờ mưa cứ lai gai hoài vậy. Lúc mưa nhiều rồi lúc mưa ít. Mà lúc nào cũng mưa khá là nhiều nha. Hôm nay bão quá, bà con mình cũng rất là lo sợ. À, nước mặn thấy không? Quá trời chim én nó bay luôn trời. Mỗi lần cắt lúa dưới quê mình là chim én nó bay ngập trời. Đây chính là cái lam cuối cùng nha các bạn. Nãy giờ thì cũng cắt khá là lâu rồi. Cắt xuống đây xong rồi cắt lên trên đó cái nữa là kết thúc cái cánh đồng rồi nha.
đó, xong rồi đó các bạn. Rồi mình xin phép kết thúc và khép lại video này nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã đón xem và theo dõi kênh của mình nha.